vào tuần sau, chúng ta sẽ chứng kiến các phần trình diễn vô cùng ấn tượng, sôi động, màu sắc, cảm xúc. Sẽ có trong tập 10 của chương trình 100 giây rực rỡ, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ 6, ngày 30 tháng 11 trên kênh VTV3.